Chào mừng các bạn đã đến với lớp học bảo vệ trẻ em của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Và nhắc đến cụm từ này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những kẻ lạ mặt thật đáng sợ phải không nào? Vậy thì hãy cùng mình theo dõi câu chuyện sau đây và thảo luận xem ý kiến đó có chính xác không nhé. Vậy nhỉ? Đón xem ngay những clip nóng nhất, mới nhất. Con sao vậy Bi? Sao trông hốt hoảng thế hả con? Con không sao mẹ ơi. Do con xem máy tính hơi lâu. Mẹ đã dặn con rồi. Dùng điện thoại hay là máy tính cũng có giới hạn thôi chứ. Xem nhiều vừa hại mắt lại chóng mặt đau đầu. Bây giờ đã thấy chưa nào? Con nhớ rồi mẹ ạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Bố mẹ có việc, phải đi vắng vài ngày. Con sang nhà chị Hoa ở, rồi khi nào bố mẹ về sẽ sang đón con nhá. Nhớ là phải ngoan và nghe lời bác Minh và chị Hoa đấy nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Dạ, vợ chồng em có việc phải đi vắng 2 ngày, nên nhờ chị cho em gửi nhờ cháu ở đây. Ngày kia em về, em đón cháu, chị nhá. Cô cứ yên tâm đi công tác đi, để Bi ở đây với tôi. Nhà tôi còn lạ gì thằng bé nữa. Bi ơi, chị em mình ra công viên chơi đi. Ngày nghỉ các bạn tụ tập ở đó vui lắm. Chị Hoa chờ em đi vệ sinh rồi quay lại ngay nhé. Bỏ ra không? À, ai vậy? Buông cháu ra, bỏ ra. Thôi, tớ về đây, mọi người ở lại chơi nhé. Bánh chưng, bánh giò. Bánh chưng, bánh giò. Bi ơi, cháu làm sao thế? Bác đây, ngoan nào, nín đi cháu. Bác ơi, cháu. Có bác ở đây rồi, Bi ngoan nào, đừng sợ, nín đi nhá. Nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ hình thức nào dù trực tiếp hay trên mạng. Thủ phạm có thể là bất kỳ ai, người thân, người lạ, không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần quan tâm, giáo dục con phòng tránh những nguy cơ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Đồng thời cũng cần trò chuyện hàng ngày, quan tâm, chú ý tới những dấu hiệu bất thường của con. Hãy trở thành người mà trẻ tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của trẻ hay những lo lắng hoặc nguy cơ mà trẻ đang gặp phải.
không làm quen với người lạ mặt trên mạng hoặc ngoài đời. Không cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, trường lớp, điện thoại, tài khoản, hình ảnh riêng tư cho người khác. Hãy trang bị những kiến thức để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Nói không với các hành vi mà bạn thấy không thoải mái và bỏ đi khỏi nơi xảy ra tình huống đó. Kể lại sự việc với người lớn mà bạn tin tưởng hoặc gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111. Ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em là trách nhiệm của chính bạn, của gia đình và toàn xã hội.